Hello anh em, chào tất cả các con vợ nhá. Hôm nay tôi lên cái video này. Tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi thôi cho anh em cái cầu kèo con tài xỉu này anh em nhé. Cách bắt cầu con này và cách chốt lãi trong ngày anh em nhé. Và cách chốt lãi và cái quan trọng nhất, cách chốt lãi trong ngày anh em ạ. Được chưa nào? Thì cũng khá nhiều anh em cũng nhắn tin bảo tôi lên video chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm của tôi cho anh em và cái cách bắt cầu của tôi. Được nào, thì tôi cũng chỉ là như một người chơi như anh em thôi anh em, thật chỉ là một người chơi như anh em thôi, thì tôi chơi lâu đúng không, tôi có kinh nghiệm và tôi nghiên cứu ra được một công thức tỷ lệ ăn khá cao anh em nhé. Thì anh em, tôi làm cái video này muốn chia sẻ đến tất cả anh em đúng không, anh em nào mà quý thì anh em có thể gọi là ăn thì anh em cho tôi tí lộc lá đúng không, ăn thì cho tôi tí lộc lá đúng không, tôi cũng chỉ mong thế thôi đúng không. Anh em nào ăn nhiều thì cho nhiều, anh em nào ăn ít thì ăn cho ít đúng không ạ? Đấy là cái điều tôi mong muốn anh em nhé, nói luôn nhỉ. Hôm nay chia sẻ cho anh em công thức đây, tôi vào chuyện luôn đi. Đúng không? Hôm nay tài chính là có 3 37 triệu anh em nhé. 37 triệu thì hôm nay làm khoảng tầm 7 8 triệu đấy em nhỉ. Làm khoảng 45 triệu đấy đúng không? Cho tròn nhé, làm khoảng 45 triệu cho tròn đi. Đúng không? Mục tiêu là hôm nay làm 8 triệu anh em ạ. Hôm nay là mục tiêu là 8 triệu. Không quá lớn đúng không? Không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Vào chiến luôn anh em, vào chiến luôn. Có đủ mục tiêu là nghỉ anh em nhỉ? Đủ chỉ tiêu là nghỉ anh em chơi như phải đặt mục tiêu trước cho bản thân anh em nhé. Anh em chơi đúng không? Không phải chết dở đấy đúng không? Quả cầu này thì đang đi như này đúng không? Quả này vào nhẹ tiếp cho tôi và nhẹ tiếp cho tôi một tay tài nhé. Nhẹ tiếp cho tôi một tay tài. Tiếp tôi tay tài. Quả theo tôi 1M nha, theo mới đầu anh em theo nhẹ nhàng thôi, cứ theo đều đều tay 1 2M thôi. Quả nó kết thì anh em đánh to tôi một chút được chưa ạ? Ok, tay đầu toang luôn này, tay đầu nó về xỉu đấy anh em, về xỉu tay đầu này, về xỉu tay này mới đau anh em, về xỉu tay này mới đau đó, thực sự luôn nhỉ, hơi ảo luôn đúng không, hơi ảo tay này luôn, nó đi cầu kiểu mẹ gì đây anh em, nó đi cầu kiểu mẹ gì đây. Quả đánh tài anh em nhé, quả đánh tài tiếp cho tôi này, quả theo cho tôi là 2M được chưa ạ, theo 2M cho tôi. Anh em cứ đều tay thôi, cứ đều tay mà chơi đúng không, vậy là mục tiêu gọi là cũng chỉ lên chia sẻ với anh em thôi đúng không, còn kiếm được bao nhiêu thì kiếm, nhưng mà vẫn phải có tiền đem về anh em ạ, làm gì thì làm đúng không, vẫn phải có tài chính đúng không nào. Thế còn cứ làm video không mà chết dở đúng không nhỉ, chủ yếu vẫn chia sẻ với anh em thôi, còn hôm nay xem vận may đến đâu đúng không, kiếm được bao nhiêu. Ok anh em, đi tí thì toang anh em ạ. 533 nó mà là 532 thôi hỏng hình luôn, còn sao nữa đúng không, là 532 thì niệm luôn rồi anh, niệm luôn rồi đúng nào. Quả này đang như này, quả này mày đánh, quả đánh tiếp cho tôi một tay tải, đánh tiếp tôi một tay tả, quả theo cho tôi là 2M anh em, 2M đơn giản nhẹ nhàng thôi, dễ chơi dễ trúng thưởng đúng không nào. Là con cổng game này là con cổng 68 game bài anh em nhá, tôi bật mí cho anh em là cổng game này là cổng 68 game bài, không lúc anh em chơi thì anh em không biết tìm ở đâu 68 game bài anh em, con này khá đa dạng nhiều trò chơi đấy anh em ạ, con cổng game này đa dạng trò chơi, anh em là vào chơi vào gọi là trải nghiệm thôi, vào chơi thôi đúng không, chơi trải nghiệm thôi. Ok anh em, địt mẹ mày 442 là sao? 442 là sao? Tại sao vậy? Anh em, tại sao nó lại ra quả chịu được quả này anh em? Đúng không? Tại sao? Không hiểu, khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu thế này. Hơi khó hiểu anh em nhá. Hơi khó hiểu tay này một chút ạ. Hơi khó hiểu anh em ơi, hơi khó hiểu một chút này, quả tay này anh em phang tiếp cho tôi xỉu này, phang tôi xỉu tiếp này anh em. Quả theo cho tôi là 3M anh em, 4M đi được chưa, quả tay này đẹp mà, quả tay này xỉu là đẹp quá luôn, đẹp cứng luôn anh em ạ. Nào 63 ra 1 đi cho nó sợ luôn anh em, địt mẹ mà 551, 551 anh em ạ, đéo phải 63 ra 1 nữa đâu, địt con mẹ mày,
Ảo kinh nhỉ, quả này ảo kinh đấy. Đéo hiểu quả này đi kiểu gì nha, quả này không hiểu đi kiểu gì luôn này. Quả này không đi kiểu gì luôn, không hiểu kiểu gì luôn anh em. Bắt đầu con này vào cầu rồi anh em, con này vào rồi, vào form rồi, vào form rồi. Con này còn đánh tài tiếp cho tôi. Quả đánh cho tôi là 5M nha. Đánh 5M. Được chưa? Cầu đang đi đẹp này thì anh em đánh to thôi thôi, đúng không? Run gì đúng không? Sợ gì? Đúng nào. Quả này đang cầu đẹp như này thì sợ gì anh em? Đúng không? Đánh tài tiếp cho tôi thôi, quả này ăn rồi anh em. Không phải suy nghĩ làm gì đúng không ạ? Quả ăn tài thì không phải suy nghĩ làm gì. Được chưa anh em? Ăn lại ngay chứ còn sao nữa, làm gì phải run. Làm sao phải xoắn ạ? Đúng không nào? Làm sao phải xoắn này anh em? Đúng không? Làm sao phải xoắn thế này anh em? Con về hai tay tài rồi. Hai tay tài rồi anh em. Hai tay tài. Nào, nghiên cứu lại một chút anh em, xem lại một chút nào. Con này anh em, theo anh em suy nghĩ là về tay gì anh em? Theo tôi thì tôi vẫn cứ đánh tài anh em. Theo tôi vẫn cứ đánh tài. Con này theo 2M anh em. 3M đi. Tôi không thích số 2 mà anh em ạ, à. Tôi chỉ thích số 3 thôi. Đúng không? Nào. Có gì không? Có gì không là có gì không? Ok, địt mẹ 551. Địt mẹ 541 anh em ơi. 541 541 địt mẹ mà sao mấy cái số này nó ảo ghê nhỉ. Nó lại kiểu này là như nào vậy? Quả đánh xỉu em, quả đánh xỉu to tôi này. Quả đánh xỉu to tôi. Uy tín luôn này. Quả đánh cho tôi 8M. Địt vậy à, ok chưa? Được không em? Quả theo 8M, quả theo đúng một tay 8M đây. Trong quả trong ngày hôm nay anh em ạ, theo đúng quả 8M anh em ơi. Quả này tay này tôi kết tay này. Tôi đang đi cầu như này không ra xỉu thì mới là lạ. Địt này, tôi nói luôn anh em nhé. Không ra xỉu mới là lạ luôn. Được chưa? Nói luôn cho vuông. Mở bát cho tôi. Được chưa anh em? Đi mẹ quan trọng nó là phải như thế. Đúng nào? Ra xỉu luôn chứ còn sao nữa. Đúng không? Ra xỉu luôn. Con anh em lại đánh tài đâu. Đúng không? Lại đánh tài. Con này lại theo cho tôi là 2M. Thế thôi, lại theo 2M thôi. Lại nhẹ nhàng lại, đúng không? Đơn giản nhẹ nhàng. Đúng không? Mục tiêu đơn giản đấy em nhỉ? Mục tiêu cũng không nói đơn giản là không đơn giản lắm đâu anh em ạ. 8 triệu thì cũng khá nhiều đấy anh em đúng không? Để anh em mà ngồi văn phòng là kiếm tháng rời đấy anh em ạ, đúng không? Tháng đấy đúng không? Tôi thì có tháng tôi cũng kiếm được vài trăm, là có tháng thì kiếm vài chục cho anh em đúng không? Cứ đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đúng không? Tôi cũng đơn giản thôi đúng không? Ok anh em, đi mẹ nó. Ôi rồi ôi sao nó vẫn về xỉu được vậy? Sao vẫn về xỉu được vậy anh em? Vẫn về xỉu được vậy anh em đúng không? Quả tay này hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi anh em, hỏng hình rồi. Nó lại đi cầu ảo như này thì hỏng hình rồi. Nó không theo một cái ba en gì anh em ạ, đúng không? Nó bẻ cầu linh tinh loạn xạ hết. Không sao anh em. Không sao cả. Em quả này đánh xỉu tiếp cho tôi cho sợ đúng không? Xỉu tiếp tôi cho sợ. Quả theo 4M thôi. Được chưa em? Quả số 4 đúng không? Rất là đẹp luôn. Nè. Quả này nổ thôi anh em. Nổ luôn tờ này rồi. Quả theo to thêm một chút đi. Theo 5M mẹ đi. Cho tròn đúng không? 5M cho tròn. Đúng nào. Ra xỉu chặt. Đúng không? Ok chưa? Được chưa ạ? À? Quan trọng là nó phải ở đấy anh em. Quan trọng nó phải ở đấy. Đúng nào. Bốn tay xỉu rồi anh em, thì tay này mình lại bẻ nha anh em. Tay này lại bẻ nhá. Tay này lại bẻ là hợp lý chưa anh em? Tay này bẻ là hợp lý chưa? Tay đánh tài là hợp lý chưa anh em? Đang đi cầu như này. Single 1, single 2. Không sao anh em.
Quả này chưa bẻ được anh em, quả này chưa bẻ, quả này theo một tay nữa. Theo một tay xỉu đấy. Theo 2M xỉu nữa. Theo 2M xỉu nữa là đẹp này. Nếu mà tay này về xỉu tiếp, tay sau bẻ là đẹp. Được không anh em? Đấy, mình phải có dự định về tầm nhìn trước anh em hiểu không? Quả này về xỉu tay sau bẻ là đẹp anh em nhé, tôi nói luôn. Được chưa anh em? Địt mẹ tay này bẻ luôn tay này, phải lồn. 533 anh em ơi. Nó bẻ luôn tay này anh em ạ, bẻ luôn tay này. Ảo ghê nhỉ. Ảo ghê anh em. Đây quả đánh tài đây anh em, quả đánh tài cho tôi. Mùa nó nhiều. Theo cho tôi là 3M anh em, 3M nhẹ nhàng. Được chưa nào? 3M nhẹ nhàng đúng không? 3M nhẹ nhàng, quả theo 4M đây, theo đúng 4M. Nào, quả tay này là đủ đủ chỉ tiêu luôn anh em này. Đủ chỉ tiêu là nghỉ luôn thôi đúng không? Đủ chỉ tiêu anh em ạ. Quả đủ chỉ tiêu rồi, quả này ăn tài chặt rồi, không phải nói nhiều. Đang đi cầu như này không về tài thì hơi phí anh em. Không về tài thì hơi phí luôn anh em nhé. Nào, sẽ về tài. Nó là sẽ về tài anh em. Ok chưa anh em? 553 đẹp luôn chứ còn sao nữa. Anh em hiểu cách bắt cầu của tôi chưa ạ? Và cách chốt lãi cho anh em ngày hôm nay chưa? Hôm nay là 9 củ rồi anh em nhé, chứ không phải 8 củ đâu, làm 9 củ luôn đúng không ạ? Thôi cứ đặt mục tiêu ra thôi, đặt mục tiêu là nghỉ anh em. Đúng không? Mình chỉ cần đặt mục tiêu ngày hôm nay thôi. Đối với như vậy là đối với tôi là thành công rồi anh em đúng không? Hôm nay làm ngay 9 củ rồi. Thôi, tối là anh em gọi anh em liên hoan luôn anh em nhé. Gọi là tối anh em làm tí lẩu luôn, hôm nay thời tiết ở ngoài Bắc này đang mưa anh em ạ, đang mưa. Trời gọi là địt mẹ đang đang mưa phùn anh em ạ đúng không? Anh em làm ngồi tối là ngồi tí lẩu chó anh em nhỉ đúng không? Anh em nào đang ngồi ở khu vực Hà Nội thì anh em tối là vào nhắn tin vào cái page của tôi nhá. Có thể anh em nhắn tin vào đấy tối tôi mời đi ăn lẩu chó anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn tất cả anh em một cái video sau nhá. Rút tiền anh em ạ, rút tiền thôi.